Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bàn tay công nghệ của điện thoại Vui TV vào ngày 14 tháng 1 và ngày hôm nay thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất có trong ngày nhé. Bắt đầu nào. Có lẽ là đã sắp đến thời điểm ra mắt cho nên là chúng ta đã thấy được hoàn toàn những cái bộ thông số kỹ thuật của chiếc Samsung Galaxy S20 sắp được ra mắt vào tháng tới đây. Hôm nay XDA Developer đã công bố những hình ảnh thực tế đầu tiên của chiếc smartphone Galaxy S20 Plus. Mặc dù là hình ảnh không quá rõ nét nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy khá rõ về thiết kế mặt trước và mặt sau của chiếc smartphone này. Màn hình khởi động xác nhận tên gọi mới đó là Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Chiếc smartphone này có thiết kế màn hình đục lỗ giống với Note 10, lỗ khuyết camera selfie nằm ở chính giữa thay vì là góc bên phải. Bên cạnh đó thì Galaxy S20 Plus sẽ chỉ có camera selfie đơn thay vì là camera selfie kép giống như là Galaxy S10 Plus. Ở mặt sau chúng ta sẽ thấy cụm camera mới. Samsung sử dụng thiết kế module hình chữ nhật khá lớn giống với xu hướng thiết kế của Apple và Google. Cụm camera sau của Galaxy S20 Plus sẽ có 4 ống kính và đèn flashless. Ngoài ra, Leaker Ian Ross cũng vừa chia sẻ rằng là cả 3 mẫu Galaxy S20 và Galaxy S20 Plus và Galaxy S20 Ultra đều được Samsung trang bị dung lượng là RAM khủng là 12GB. Theo trang GSM Arena, nếu báo cáo ngày hôm nay được tin tưởng thì đây rõ ràng là một nâng cấp lớn của Galaxy S20 series khi mà các mẫu máy tiền nhiệm chỉ có dung lượng RAM bắt đầu ở mức 6GB. Và với việc các điện thoại 16GB đầu tiên chưa xuất hiện, rất có thể là 12GB sẽ là cấu hình RAM duy nhất có trên hàng loạt Galaxy S20 sắp tới. Sau sự việc cho rằng là gửi thông tin cho Trung Quốc thì mới đây Samsung đã lên tiếng về những cáo buộc cho riêng mình. Theo đó, phần mềm dọn dẹp lưu trữ Device Care trên Galaxy do công ty QIHOO phát triển bị tố âm thầm kết nối với máy chủ Trung Quốc nhằm thu thập dữ liệu người dùng. Samsung cho biết là QIHOO chỉ tham gia một phần nhỏ trong tính năng Device Care nên chỉ tiếp cận rất ít thông tin của điện thoại. Hãng Hàn Quốc cho biết là QIHOO chỉ đọc được phiên bản hệ điều hành điện thoại và dung lượng lưu trữ mà không tiếp cận bất cứ thông tin mang tính cá nhân nào. Samsung không chia sẻ bất cứ dữ liệu mang tính cá nhân nào với bên thứ ba hoặc với máy chủ của họ. QIHOO chỉ tiếp cận những thông tin dùng để tối ưu lưu trữ điện thoại. Thông báo của Samsung có đoạn: tính năng Device Care trên điện thoại Samsung từng bị tố kết nối với máy chủ Trung Quốc mỗi khi kích hoạt. Ngoài ra, thông cáo của Samsung cho biết là hãng này luôn chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu của người dùng và luôn thiết kế các sản phẩm của mình với những công nghệ bảo mật hàng đầu, bao gồm mọi tính năng được phát triển trong quan hệ đối tác với bên thứ ba. Do đó, Device Care là giải pháp để tối ưu hóa lưu trữ dựa trên tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt nhất của Samsung và các quy định bảo vệ dữ liệu tại bất cứ quốc gia nào. Mới đây, một số hình ảnh về chiếc máy Samsung Galaxy Z Flip đã được chia sẻ giúp chúng ta có thêm một cái nhìn cụ thể hơn phần nào về chiếc máy này. Video chúng ta thấy mọi thứ bên ngoài của Galaxy Z Flip, cơ chế bản lề tương tự như là Galaxy Fold. Ở cạnh phải có một nút nguồn ở phần dưới, trong khi nút chỉnh âm lượng ở phần trên. Mặt sau là bộ camera kép, bên phải bộ camera này là một màn hình nhỏ để chứa thông tin ngày giờ cùng các thông báo khác. Màn hình bên trong có một lỗ khoét để chứa camera selfie. Các tin đồn cho biết nó có độ phân giải 10 megapixel. Galaxy Z Flip được tin là sẽ dùng chip là Snapdragon 855 có 2 thỏi pin, một trong số đó có dung lượng là 900 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh. Galaxy Z Flip có thể là smartphone đầu tiên có mặt kính gập, bởi một số smartphone màn hình gập trước đây sử dụng vật liệu nhựa cho bề mặt màn hình gập. Khi mở ra, Galaxy Z Flip có màn hình lên tới 6.7 inch khá lớn. Galaxy Z Flip dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 11 tháng 2 tới đây cùng với dòng Galaxy S20. Mọi thứ đã rất gần rồi, chúng ta sẽ cùng kiên nhẫn chờ xem nhé. Có lẽ không chỉ gặp sự cố với Mỹ mà gần đây Mỹ lại đang cố gắng thuyết phục Anh để đừng sử dụng 5G của Huawei. Cuối tháng này, Anh sẽ có những bước cuối cùng để triển khai thiết bị Huawei cho hạ tầng mạng 5G của họ. Bộ trưởng An ninh Anh Brandon Lewis nói với BBC nước này sẽ đưa ra quyết định vào tháng sau. Theo nguồn tin của Reuters, ông Mark Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia được cho là sẽ tham gia phái đoàn Mỹ sang Anh. Mỹ từ lâu vẫn cảnh báo các quốc gia đồng minh về rủi ro an ninh quốc phòng khi sử dụng thiết bị hạ tầng mạng của Huawei với lý do lo ngại gián điệp. Trong khi đó, nếu không sử dụng các thiết bị của Huawei thì Anh có thể làm hỏng mối quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đồng thời, việc không sử dụng thiết bị Huawei sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD của nước này. Theo Reuters, Ben Squalen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn của ông từng đe dọa cắt đứt thông tin tình báo với Anh nếu Hội đồng An ninh
quốc gia Anh bật đèn xanh cho Huawei. Trước đó, một thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất luật ngăn nước này chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia cấp phép cho thiết bị mạng 5G của Huawei. Và đó là những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1. Đừng quên like, share và subscribe cho điện thoại VTV. Bye bye!